xem qua kênh Rosa, một trong kênh về ẩm thực và thẩm mỹ, thì chúng tôi chuyên về đào tạo và ẩm thực và thẩm mỹ. Ẩm thực thì chúng tôi chuyên đào tạo về bếp, banh và pha chế. Thẩm mỹ thì chúng tôi chuyên đào tạo về tóc, nail và trang điểm. Thì đến cái buổi hôm nay tôi sẽ hướng dẫn sơ các bạn về cách chế sốt mayonnaise, một trong những dòng sốt và hiện đại và thông dụng nhất hiện nay là chúng ta áp dụng cho các dòng chả giò, chúng ta áp dụng cho các cái dòng sốt chén bánh mì thì rất là đơn giản. Ở đây chúng ta sử dụng cái máy đánh cầm tay các bạn ha. Rồi chúng ta có cây que ha, chúng ta cho máy vào ha. Rồi, các bạn thấy khá đơn giản ha. Thường nó có hai cây nhưng mà đánh sốt này chúng ta sử dụng một cây đây các bạn ha. Vì đây là trứng gà các bạn ha. Rồi, thì một cái trứng gà thì chúng ta sử dụng khoảng là 10 gram đường các bạn. Rồi, chúng ta mở máy ở chế độ tốc độ là nhỏ nhất các bạn ha. Cho nửa trứng vào. Đây, các bạn chú ý ha. Thì chúng ta cố gắng ta đánh một chiều nha các bạn. Các bạn coi tay tôi nè. Chúng ta hạn chế, đừng bây giờ mà đánh ngược lại ha. Chúng ta đánh ngược lại về hạn chế, chúng ta đánh một chiều thôi nha. Đó. Chúng ta sử dụng lòng đỏ hột gà, một cái lòng đỏ và 10 gram đường các bạn ha. Chúng ta đánh một chiều. Các bạn thấy đó, thì từ một cái dòng sốt mayonnaise này các bạn có thể tương tự các bạn làm ra những dòng sốt khác như là sốt để quét bánh mì. Thì những sốt quét bánh mì chúng ta hạn chế sử dụng tàn, chúng ta hạn chế sử dụng là giấm thì nó đẩy độ chua quá ha. Thì nó ra một cái sốt là super, thì có thể là cái khúc cuối còn có một đoạn á là chúng ta đánh trứng, đường và dầu ăn, sau đó thì chúng ta có thể là nêm chút xíu tỏi sau quét bánh mì, hoặc là nếu mà chúng ta ăn hải sản á thì chả giò hải sản rồi đó thì chúng ta cho thêm tương cà, tương ớt rồi phụ tạc vô, nó có những cái vị hắc và nó ngon hơn. Thì cái nguyên tắc đánh sốt nó rất là đơn giản các bạn, đó là một cái hỗn hợp gọi là hỗn hợp nhũ tương, hỗn hợp nhũ tương các bạn ha. Thì khi mà chúng ta cho cái hàm lượng dầu á, chúng ta cho từ từ nha, nếu mà chúng ta mà cho cái ào vô thì nó sẽ hư liền các bạn. Thì chúng ta khi chúng ta thấy đường trứng đánh nó ra một hỗn hợp rất là dẻo, sau khi chúng ta thấy dẻo rồi chúng ta châm dầu từ từ vô các bạn ha. Chúng ta châm dầu vô đó, đó. Thì chúng ta châm hết cái chén dầu này, khi chúng ta châm hết chén dầu nó ra một hỗn hợp giống vậy. Đó, chúng ta châm từ từ ha, nó ra một hỗn hợp rồi, hỗn hợp nhũ tương. Rồi. Trong trong đó chúng ta sử dụng chút xíu mùn tạt vàng các bạn ha. Rồi, chúng ta cho khoảng nửa muỗng cà phê. Rồi chúng ta cho chút xíu muối các bạn ha. Một cái trứng thì chúng ta xài khoảng 2-3 gram muối thôi. Rồi để hỗn hợp nó có một cái vị chua ha. Thì chúng ta xài chút xíu giấm và đẩy cái màu nó đẹp hơn. Nó kết nổ liền các bạn thấy không? Right.
lại công thức các bạn nè. Một quả trứng khoảng 10 gram đường, khoảng 10 gram giấm, rồi 2 gram muối, và một sạc thì chúng ta xài khoảng 5 gram là được các bạn ha. Rồi chúng ta làm cái hỗn hợp là sốt mayonnaise các bạn ha. Thì các bạn đang xem qua kênh Rosa Media, một trong kênh về ẩm thực và thẩm mỹ. Thì chúng tôi thường xuyên làm video clip cho các bạn cập nhật, để các bạn áp dụng cái bài của mình vào cửa hàng của mình, vào cái tiệm của mình, tiệm a la carte hay nhà hàng tiệc cưới mình. Làm sao để chúng ta giảm được cái giá thành khi chúng ta mua sốt mayonnaise. Thì ai ai nhà nhà đều phải làm được, và chúng ta đem được cái ẩm thực Việt Nam ra thế giới, và như là những cái ẩm thực mà ngon. Thì tôi hy vọng là cửa hàng các bạn phát triển và làm ăn thành đạt. Thì tôi sẽ cho các bạn học sinh ở đây nếm thử, các bạn thấy như thế nào ha. Cái giấm sốt mayonnaise đây, mà bạn đây cảm nhận nói thử ha, cái sốt chúng ta đánh ha. Sốt giống sốt mayonnaise mình là tương ảnh. Đây, thì chúng ta đang sử dụng một cái máy cầm tay, thì hầu như cái máy đánh cầm tay nào đều sử dụng được, và chúng ta nên sử dụng cái kế các bạn ha, để đánh nó đẹp hơn là chúng ta sử dụng mà lòng cầu. Một cái máy đánh tay dụng cụ dụng lòng nó thích đánh nó tạo bọt nhiều hơn. Chào các bạn đang xem kênh Rosa Media, một chương kênh về ẩm thực và thẩm mỹ. Thì hy vọng các bạn subscribe và chọn cho mình đăng ký cái kênh Rosa, để chúng ta thường xuyên theo dõi cái video clip nhiều hơn, để chúng ta làm sao để mà cái cửa hàng mình phát triển và thành đạt. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp khác. Và chúng tôi cũng thường xuyên đào tạo các đối tượng như là những người tìm tới đóng tiền, một loại xuất ngũ, bảo hiểm thất nghiệp, và những bạn nào có khó khăn hộ nghèo thì chúng tôi, các bạn có tìm tới Rosa, chúng tôi cũng song song đó giúp đỡ cho nhiều người có nhiều cái công ăn việc làm, nhiều cái nghề, để làm cho Việt Nam chúng ta phát triển. Việt Nam chúng ta là một trong quốc gia đang phát triển về du lịch cũng như là phát triển về ẩm thực. Tôi hy vọng chúng tôi đem nhiều cái kiến thức cho các bạn hơn. Xin hẹn gặp lại các bạn ở một video khác. Chào các bạn.